Tất cả mọi người đã đến với kênh Tình Hàng Bãi của em. Hôm nay em lại về được một ít hàng để bán cho anh chị em nhé. Anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em ngay nhé. Đó, thì tất cả đây là hàng thập cẩm rồi. Hàng đầu tháng này thập cẩm thôi. Thì có một ít hàng linh tinh thì anh chị em nào có nhu cầu thì ủng hộ em. Và em ở Kon Tum anh chị em nhé. Rồi, giới thiệu luôn cho anh chị em. Thì có mấy cái đầu khoan này thôi, mấy cái đầu khoan từ vít chuyển sang khoan này anh chị em nhá, từ vít này chuyển sang khoan nhá, đầu là đầu mới tinh nhá anh chị em nhá, đầu bãi mới tinh chưa qua sử dụng, chưa qua sử dụng anh chị em nhá, rất là mượt này, gồm một đầu 10 ly này, gồm một đầu 10 ly và một cây chuyển từ vít sang khoan anh chị em nhá, từ vít sang khoan. Rồi đây cái đầu này thì nó có con vít gen ngược ở trong này anh chị em nhá. Anh chị em muốn tháo cái này khỏi cái này thì tháo con vít ra và tháo cái này ra được anh chị em nhá. Muốn thay lấy cái này thay vào cái khác thì cực kỳ ngon. Đó, đầu này 10 ly nhá. Một cái như thế này là 120.000đ. Đó, chưa bao gồm phí vận chuyển. Đầu mới tinh nha anh chị em nhá. Em chỉ còn khoảng 10 đầu thôi, mười mấy đầu thôi. Rồi. Tiếp theo là một con át 4 cực. 3 pha 4 cực này. 3 pha 4 cực của Mitsubishi nhé. Con này 75A. Con này chống sét anh chị em nhé. Đây. Con này chống sét này. Con này giá là 450.000 anh chị em nhé. Chống sét 3 pha 4 cực này. Đó. Con này có chức năng báo dòng giò này anh chị em nhé. Báo dòng giò này. Và có cả timer này. Cái này là chỉnh thời gian gì đây này em cũng chả biết rồi. Nhưng không hiểu nữa. Nên là cái này test ok gửi cho anh chị em nhé. Đó. Rồi, con này giá 450.000. Một quả đèn của con này là Tô in oan, cái này là ở đâu đây? Nói chung cái này lượng bãi về anh chị em nhá. Thì con đèn này là đèn sợi đốt. Đó, đèn sợi đốt này. Đây. Cái này thì mở ra được nha chị em nhé. Cái này mở ra được anh chị em nhé. Tí nữa em sẽ mở ra cho anh chị em xem. Và cái này cái bóng này còn sáng hoạt động ok nhé anh chị em nhé. Rồi con đèn này thì có giá là 200.000. Chưa có pin nha anh chị em nhé. Về mua pin pin đại lắp vô. Và bao hoạt động ok anh chị em nhé. Bao hoạt động ok. Con này rất là hay. Con đèn này cực kỳ hay luôn. Đó, mở ra được nha anh chị em nhé. Mở cái bóng đèn này ra này. Đó, mở ra để cho nó sáng tỏa xung quanh này. Con đèn này là vừa làm đèn soi sáng mà vừa làm đèn chiếu sáng xung quanh đi cắm trại đồ này nọ đó. Rồi, đèn này có giá là 200.000 nhá. Rồi, có hai cái gele chỉnh nhiệt này. Hai cái này chỉnh nhiệt nhá, nhiệt là 90 độ thôi. Rồi, hai cái này thì em bán 50.000 một cái, anh chị em là có nhu cầu thì liên hệ em ngay. Cái này của Made in Korea nhá, cái này của Hàn Quốc. Có hai cái này, anh chị em là cần thì lượng 50.000 một cái. Máy sục cá. Đó, máy sục cá thì còn hai cái duy nhất này, anh chị em nào lấy thì alo em ngay nhá, máy sục cá này. Máy này thì mới tinh luôn, chưa qua sử dụng, hàng này thì mới nó ra rơi 4 triệu mấy lận. Đó, thiết bị này thiết bị ở trong y tế đó, nhưng mình về thành máy sục cá nhá. Tokyo Japan này, cái này thì 250 một cái anh chị em nhá, còn hai cái duy nhất anh chị em nào có nhu cầu thì alo em ngay. Rồi, đây, còn hai bộ ổ khóa nữa, anh chị em nào có nhu cầu thì chế cháo cái gì thì alo em nhá, hai bộ ổ khóa của Kawasaki này, cực kỳ chất luôn. Đây, ổ khóa của Kawasaki nhá. Đó, Kawasaki này, chả biết của xe gì nữa. À, Kawasaki. Rồi, ổ này có giá là 150.000 một ổ, còn hai ổ duy nhất thôi, anh chị em là lấy ổ nào cũng được. Còn hai ổ thôi. Rồi, đến CB. CB thì đây em có mấy con cóc này. Con này là con cóc 20A này, 30mm.
dòng giò hại con cóc 20A dòng giò 30mm này thì có giá là 90.000 một con anh chị em nhé. Loại này thì có 90.000 một con thôi này, 20A 30mm. Và đây là loại cóc dòng giò 15mm, 20A 15mm thì loại cóc này của Nationan và của Bana là nhiều, Nationan là nhiều. Đó, thì loại này thì có giá là 100.000 một con anh chị em nhé, 100.000 một con này. Đó. Thì tiếp theo là những cái con cóc này là con cóc 30A 15mm này. Thì cóc này có giá là 120.000 một con anh chị em nhé, 120.000 một con cóc này. Đó, ngoại hình thì đẹp nhá anh chị em nhé, ngoại hình đẹp. Đó. Rồi cóc này thì có giá là 120.000 một con. Tép này. Tép này thì có giá là 60.000 một con anh chị em nhé. Tép của Mitsubishi này, chưa bao gồm thanh gài. Đó, 60.000 một con, chưa bao gồm thanh gài anh chị em nhé. Anh chị em nào có nhu cầu thì alo em, 60.000 một con tép này thôi, giá quá rẻ. Rồi ổ cắm. Ổ cắm này thì hôm nay còn một ít nữa, còn khoảng 20 cái nữa em thanh lý nốt cho anh chị em. Giá 40.000 một cái anh chị em nhé. Ổ cắm 3 chấu của Nhật này, 3 chấu của Nhật, 2 rắc dẹp, 1 rắc tròn là của Nhật nhé anh chị em nhé. Cái này là của Nhật này, made in Japan đây này. Made in Japan nhé. Đó, ổ này của ổ của Nationan này. Rồi, có mấy cái ổ Nationan dạng này, đó, dạng này thì em chả biết bắt kiểu gì nữa. Thì ba cái này em bán cho anh chị em mình là 100.000 ba cái này nhá. Ba cái này 100.000 này, thanh lý luôn đấy. Rồi, còn cái ổ này là cái dây này dài 2 mét anh chị em nhá. Cái dây nguồn này. Đó, lõi đồng to chưa? Đây nguồn này dài 2m, thanh lý luôn, giá 100.000 cái ổ này nhá. Đó, bởi vì sao? Nó mất cái nâm châm đằng sau này. Nó mất cái nâm châm đằng sau này. Đó, rồi, giá 100.000 luôn nhá. Đó, thì tất cả các món hàng của em ngày hôm nay thì có tại đây. Và còn mấy cái còn bộ này nữa. Đó, còn bộ này nữa. Bộ này thì là bộ mài khuôn 100V. Đó, con này là made in China anh chị em nhé. Đó, một bộ như thế này là 100V, điện 100V, tua 3.000 đến 13.000 nhé. Rồi, con này có giá là 600.000 anh chị em nhé, 600.000 con này. Rồi, 600.000 một bộ như thế này, một thùng như thế này nhé. Đó, thì cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em nhé. Anh chị em là có nhu cầu món hàng gì thì xin liên hệ em nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em đã xem video của em. Nhớ cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Chào anh chị em ạ.